Chào mừng các bạn đến với Cơ khí Hoàng Phú. Hôm nay Phú sẽ đưa mọi người đi thăm khu sân vườn hồ cá koi. Đây là cái hồ cá koi lớn nhất Lâm Đồng. Hồ cá koi này lớn nhất Lâm Đồng các bạn nha. Nó diện tích sử dụng thực tế nó lên tới mấy trăm mét. Đây là cái hồ cá koi và cái khu sân vườn này của cá nhân các bạn nha, của gia đình thôi chứ không phải là để phục vụ kinh doanh. Đây là gia đình của anh chị là nên ý tưởng để có một khu vui chơi nghỉ dưỡng cho gia đình. Sau một tuần làm việc mệt mỏi thì khi trở về nhà thì chúng ta có cảm giác như thể đang đi công viên. Dĩ nhiên là để đầu tư được một cái khu như thế này, anh gia đình đã chi phí rất là nhiều tiền của và tâm huyết những ý tưởng vào đây. Giờ mình sẽ đưa các bạn đi thăm khu tiểu cảnh. Hy vọng video này cũng sẽ đóng góp được ý tưởng cho các anh chị đang làm trong ngành trang trí hồ cá koi là sân vườn, và những anh chị mà đang có ý muốn nâng cấp hoặc là làm mới các cái khu du lịch hoặc khu nghỉ dưỡng của gia đình cũng như hay cái hệ thống kinh doanh của mình. Ai có nhu cầu về công việc hãy liên hệ với Phú qua số điện thoại 0367 950 515. Phú rất vui và hân hạnh được phục vụ tất cả mọi người. Xung quanh của cái khu xung quanh của cái khu sân vườn hồ cá koi này có rất nhiều chỗ để chúng ta có thể ngồi nghỉ dưỡng, ngồi nghỉ ngơi, các cái loại ghế xích đu rồi ghế đá. Đây là nhôm đúc các bạn nha, đây là nhôm đúc các bạn nha, đây là bằng ghế nhôm đúc nha. Hàng rào của cái hồ cá koi này thiết kế rất là đơn giản các bạn nhà, trên tay cầm tay vịn là cây típ 21, còn sắp đan là cây phi 10 các bạn nhé, rất là đơn giản. Với ý tưởng tuyệt vời của gia chủ đã tạo nên một cái khu tiểu cảnh sân vườn hồ cá koi rất là tuyệt vời. Bên kia có cái nhà để xe được thiết kế rất là cổ điển, đó là bên cạnh là hàng trúc, còn cái mái để xe dưới là kết cấu bằng sắt và tôn trên lợp lá cọ, tạo ra một cái khung cảnh rất là thiên nhiên.
là cây trước mặt chúng ta đây là cây ổi các bạn nha. Cây ổi. Rất là tuyệt vời. Phú đang quay vào lúc đúng lúc giữa buổi trưa, bây giờ tầm khoảng 12 giờ. Rất là nắng. Nên là hiệu ứng ánh sáng nó không được tốt cho lắm. Phía cuối lại có một ngôi nhà gỗ các bạn kìa. Rất là tuyệt vời. Đây là một rừng sim, gọi là một rừng sim mini. Rất là nhiều sim các bạn nha. Bên này gọi là rừng các cái tùng rất là đẹp. Con đường uốn lượn rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phú nha. Xin cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương ủng hộ Phú. Xin chào và hẹn gặp lại.